chào tất cả quý vị các bạn, và tôi là Mạnh Ô Tô. Và trong khoảng thời gian vừa rồi thì tôi hay làm những cái live stream trên Facebook và trên Zalo thì cũng có rất nhiều người hỏi tại sao lâu lắm rồi mà không lên sóng, thì đó là vì một vài những công việc bận. Và hôm nay xin trở lại với quý vị và các bạn và một vài những cái video về một vài những cái dòng xe khác nhau. Thì tôi cũng đã chia sẻ với quý vị các bạn và rất nhiều về những cái dòng xe mà nó sẵn có, và rất nhiều những cái video tôi đã làm cho quý vị và các bạn rồi. Thì hôm nay xin chia sẻ quý vị và các bạn về một dòng xe mà nó là dòng xe Jolly mà tôi đã từng làm rồi, nhưng mà đây là hôm nay tôi chỉ chia sẻ quý vị và các bạn về những cái giá của những cái dòng xe mà hiện tại ở đang có trong showroom, và một vài những cái quy tắc, một vài những cái điều là tại sao là chúng ta phải làm và tại sao chúng ta phải lựa chọn những cái điều như vậy. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ quý vị các bạn về cái dòng xe, đó là dòng xe Jolly. Thì cái dòng xe Jolly này, bản chất của nó thì nó cũng đã có rất nhiều những cái dòng xe ở trên thị trường Việt Nam, nó có một vài bản. Thì đây là con Jolly từ 2005 mà xe còn khá là đẹp, và nó khá là chất xe. Thì nó được sản xuất năm 2005, và một vài những con xe 2005 thì cũng xin chia sẻ lại cho quý vị các bạn biết là khi mà nó là lẻ năm rồi thì nó là đương nhiên nó sẽ là điều hòa to, và nó sẽ là turbo và nó sẽ là mắt xích. Thì chúng ta sẽ đi chi tiết về dòng xe này. Thì chia sẻ với quý vị các bạn, và đây là cái dòng xe Jolly. Thì đối với cái dòng xe Jolly này thì chúng ta đã thường biết được rằng là bản chất của nó là bản chất của dòng xe Jolly này thì quý vị biết rằng là nó là dòng xe 8 chỗ và được sản xuất và đây là nguồn xe Jolly mà chúng ta biết được rằng đây tôi quay cho chia sẻ cho quý vị các bạn biết là đối với những con xe mà nỉ nó còn như thế này, toàn bộ phần ghế sau và toàn bộ phần đằng trước là rất hiếm. Thế thì chúng ta biết rằng là đây là những chi tiết, đây là những phần keo chỉ. Đối với dòng xe Jolly nó có một vài cái điều đặc biệt hơn, đó là nó có thêm cái keo chỉ ở cả phần đằng đít. Và đây là con xe nó mới về salon, nó cũng chưa có điều kiện để dọn nó. Thì chúng ta biết rằng đây toàn bộ phần này thì nó là 8 chỗ và không gian ngồi nó khá là rộng rãi, và điều đặc biệt của nó là nó giá trên thị trường nó rất là hợp lý. Được thiết kế toàn bộ là hệ thống, đó là la răng đúc và toàn bộ gương kính chỉnh điện. Việc thứ hai chúng ta nhìn thấy đấy, đây là toàn bộ hệ thống tắp ly của nó này, tắp ly và tắp lô của nó, con này nó nỉ hết. Thì rất nhiều những cái video tôi đã chia sẻ với quý vị các bạn là tại sao nên lựa chọn một con xe và cái cách để lựa chọn con xe nó như thế nào, thì tôi đã nói rồi, tôi không nói ở đây nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ biết được rằng là để lựa chọn một con xe tốt thì nó gồm có rất là nhiều những cái bước khác nhau, nhưng một vài những điều cơ bản thì quý vị có thể vào những cái video trước của tôi chia sẻ cho quý vị các bạn. Còn hôm nay tôi chỉ báo giá về cái dòng xe này đấy. Thì đối với cái dòng xe này ở thị trường, nếu mà xe đẹp thì nó khoảng 175-180 triệu, và con xe này nó cũng không cái tầm tiền như vậy, nó khoảng 180 triệu quay về. Và con xe toàn bộ thì khi tôi đi mua xe tôi rất thích kể cả những dòng xe Jolly hoặc là những cái dòng xe dây, thì nó có cái toàn bộ, còn toàn bộ những phần nỉ này, khi nó còn toàn bộ phần nỉ nhìn cái xe nó sang hơn và nội thất của nó nhìn nó đẹp hơn. Nhưng mà không có phần nỉ thì không sao hết, chúng ta bọc ra thì nó cũng sạch sẽ thôi, nhưng mà có phần nỉ nhìn cái xe nó sang hơn. Thì đây là con xe nó khá đẹp, chúng ta nhìn thấy toàn bộ này. Đó. Thì một vài những con xe chúng ta nhìn là có một vài người ta hay sờ vào đây thì cái núm điều hòa này nó trở nên bạc rồi, tất cả những phần nó trở nên bạc hết rồi, một vài hệ thống công tắc điều hòa nó trở nên bạc rồi. Nhưng đối với con xe này thì xe nó chạy ít cho nên là núm điều hòa nó còn rất ít ấn vào đây, cho nên là những cái núm này nó không bị bạc. Thì đó là cái chi tiết của con xe này, là thấy là nó chạy ít hơn những con xe khác khá là nhiều. Đặc biệt cái điều thứ hai nữa là đối với dòng xe này, đây là con xe toàn bộ là xe nó zin từ A đến Z, toàn bộ zin từ A đến Z này. Đây là hệ thống cánh lái bên phụ, đây là toàn bộ bậc biên xuống. Thì đối với chiếc dòng xe này, đây là toàn bộ hệ thống khóa cửa này, ốc bản lề này, chúng ta nhìn thấy đấy.
quay rất là chi tiết cho quý vị các bạn nhìn đấy, toàn bộ phần gầm và phần cánh sau. Đây toàn bộ phần cánh này, nỉ của cánh sau này, chúng ta nhìn thấy không ạ? Thì đây là chúng ta nhìn thấy, đây là dầu mỡ tôi cũng chưa dọn gì cả, chưa dọn những chỗ này nó sẽ đẹp lên. Và toàn bộ các phần này, hệ thống bản lề này, hệ thống cánh cửa này. Thì có một vài bác, các bác hay thắc mắc rằng là vậy thì mua xe của anh Mạnh thì chế độ bảo hành như nào, thì cũng đã nói nhiều trên video rồi. Và có một vài bác thì cũng chia sẻ quý vị các bạn là thật là đối với chúng ta hay bảo là dòng xe nó đắt hay nó rẻ thì chúng ta vẫn phải hỏi. Để cái câu hỏi này thì hôm ở trên video, trên live stream tôi có nói rõ với quý vị các bạn rồi là chúng ta đắt thì đắt so với cái gì. Và đây là một câu chuyện tôi chỉ kể một nửa, còn một nửa phần trước thì để cho các bác bình luận. Có một bác có cái nick Zalo, bác có nói với tôi rằng là khi mua xe cho anh Mạnh thì nó yên tâm hơn. Và cái điều sai lầm ấy là em đã không lựa chọn điều đấy, và nếu như bây giờ em được lựa chọn lại thì em sẽ lựa chọn mua xe của anh. Tôi không bình luận về cái điều này, nhưng nếu có bác nào có cái cơ hội đến trực tiếp thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn biết về cái dòng tin nhắn như vậy. Thì vừa rồi cũng có hai bác, một bác ở Thái Bình và một bác ở Phú Bình cũng đã được xem cái tin nhắn như vậy. Thì đấy là một điều mà rất thật, nhưng tôi cũng không muốn gửi lên trên màn ảnh vì nó còn liên quan đến rất nhiều những thứ khác. Thì nếu có dịp thì rất mong được các bác ủng hộ, cũng như những bác đã từng đến ủng hộ ở salon của nhà. Thì đây là một vài bác đang xem xe. Hôm nay tôi không có điều kiện đánh xe ra ngoài, thì tôi quay xe ở tại salon. Thì đây là một vài chi tiết chia sẻ với quý vị các bạn. Đây là một con Jolly, nó cực đẹp và nó còn nguyên hết, toàn bộ là nó zin từ đầu đến cuối. Và đặc biệt nó là một con xe mà tôi đánh giá là nó là khá cao về toàn bộ tổng thành xe, toàn bộ về hình thức và toàn bộ phần máy gầm. Chúng ta nhìn thấy toàn bộ phần sơn và tổng thành xe đây. Phần đèn, hệ thống giảm lốp mới tinh này. Con này là tôi chưa dọn, cho nên là khi xong cái video clip này thì tôi sẽ cho đi bắn tỉa. Thì tất cả những con xe ở trong salon thì tôi biết là nếu như mà cũng cùng là làm như vậy thì tôi luôn luôn sẽ nỗ lực làm thêm những cái phần như này. Một vài những chỗ phần nó nhỏ nhỏ như này tôi đều phải làm hết, thì đều phải dọn hết cho nó đẹp. Và cả tổng thành xe như vậy thì nếu để bình thường như này thì cũng chẳng sao cả. Nhưng mà thường thì tôi sẽ dọn kỹ, gồm có 4 bước để dọn xe. Hôm qua tôi đã chia sẻ và có một vài bác đã được xem cách tôi dọn xe từng bước một. Tôi chỉ cho từng bước một dọn xe. Bước đầu tiên thì phải làm gì, bước thứ hai làm gì và bước thứ ba thì làm gì. Thì bước đầu tiên mà chúng ta biết là sẽ phải dọn qua những phần sơn đó. Bước thứ hai là chúng ta sẽ phải đi cho đi làm gầm. Thì bước thứ ba thì là chúng ta sẽ phải cho đi kiểm tra, đó là hệ thống điện. Và bước thứ tư là dọn rửa. Và thứ năm là đi bọc nội thất. Thì đây là cái chi tiết, một vài cái chi tiết này tôi làm rất là kỹ, tôi làm rất là kỹ đó. Thì nếu như cứ cảm thấy có cái điều gì đó mà nó không ổn hoặc là nó không còn được tốt, tôi đều sửa, kiểm tra và xử lý hết bất kỳ của con xe nào, kể cả mấy con tôi vừa chuyển đi miền Nam này. Cái nắp này nó không có vấn đề gì cả, nhưng mà nó chỉ bị vỡ một chút cái đường ống hơi chỗ này, vỡ một chút cái đường ống hơi như này thì cũng đều phải thay mới. Cái nắp nó non như này thôi nhưng mà nó hơn 1 triệu bạc ấy. Nếu như người ta gắn vào đây, người ta gắn keo vào đây thì chả sao cả, nhưng mà tôi không thích, không thích người ta gắn keo vào đây, thay cái nắp mới thì không tiết kiệm. Cho nên là chia sẻ cho quý vị các bạn như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn những cách để cho mình lựa chọn những xe tốt nhất. Thì tôi chuyển rất nhiều những dòng xe như này thì vào miền Nam, như một tháng vừa rồi tôi chuyển vào đấy khoảng 15 đến 20 con xe. Thì hoàn toàn các bác cảm thấy rằng là khá là yên tâm, không có vấn đề gì cả. Thì đây chia sẻ với quý vị các bạn về video mà về dòng xe Jolly này. Chúng ta sẽ lựa đoán
chờ nhau vào video tiếp theo của ngày mai, đó là về một con xe Zinger đời 2011, số tự động, xe vô cùng đẹp. Và cảm ơn quý vị đã xem video, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, và cảm ơn tất cả những bạn đã ủng hộ Mạnh Ô Tô trong khoảng thời gian qua. Xin chào.